Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay ngày 12 tháng 4, Thành ủy Đà Nẵng hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật trong thời kỳ mới. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Theo đánh giá, thời gian qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý văn học nghệ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng và chính quyền thành phố đã nhận thức đúng đắn về tính đặc thù và có phương thức quản lý khoa học phù hợp, có các chính sách linh hoạt đối với các hoạt động văn học nghệ thuật. Tư duy lý luận về văn học nghệ thuật tiếp tục được đổi mới, bổ sung và phát triển. Công tác quản lý nhà nước đã chú trọng thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động văn học nghệ thuật. Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai công tác quy hoạch, xây dựng các công trình văn hóa, làm cơ sở để các cấp các ngành triển khai thực hiện theo lộ trình. Hầu hết các thiết chế văn hóa sau khi được đầu tư nâng cấp, cải tạo, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, cũng như giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo quần chúng ở địa phương. Lĩnh vực văn học nghệ thuật thành phố ngày càng thể hiện được vai trò, vị trí của mình trong công cuộc xây dựng phát triển thành phố, kịp thời truyền tải sâu sắc, toàn diện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là việc cụ thể hóa các quan điểm, đường lối nhằm định hướng xây dựng phát triển thành phố, góp phần phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân cũng như các mục tiêu xây dựng thương hiệu văn hóa thành phố Đà Nẵng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 23, trong đó quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội, coi văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, có vai trò to lớn và là một trong những động lực trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Đà Nẵng, góp phần xây dựng văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng xứng tầm với vị thế là trung tâm văn hóa của khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước. Khắc phục triệt để cái tình trạng là ban hành nghị quyết, xây dựng chương trình, ban hành đề án nhưng không gắn với nguồn lực để thực hiện. Đưa cái nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật và quy hoạch kế hoạch phát triển hài hòa với cái phát triển kinh tế xã hội của từng ngành từng địa phương, và đặc biệt trong quy hoạch sắp tới như đã nói là đã có rất nhiều chỉ số, rất nhiều cái tiêu chí về văn học nghệ thuật, về xây dựng những cái không gian sáng tạo văn hóa là rất là cụ thể rồi. Những công trình dự án trong cái danh mục đầu tư công trung hạn đến năm 2025 và giai đoạn sắp đến thì thành phố cũng đã xác định rồi, thì đề nghị là tập trung nguồn lực để thực hiện những cái việc như thế này, tham mưu xây dựng ban hành những cái chính sách cụ thể về văn học nghệ thuật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhất là cái câu chuyện là chính sách làm sao mà vừa bố trí những giải thưởng, vừa có cơ chế đặt hàng để mà văn nghệ sĩ sáng tác, tinh thần chung là đảm bảo được quyền lợi sống bằng nghề và yên tâm gắn bó và cống hiến cho nền văn học nghệ thuật. Dịp này, Thành ủy Đà Nẵng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vinh dự là một trong 7 tập thể nhận bằng khen.